Sáng mà sáng chói mắt luôn. Đây anh em thấy này, chỉ có hai cái bóng đèn thôi nha, chỉ có hai bóng đèn này thôi, cực kỳ là sáng luôn nha anh em. Đó, điện đây mình hiện tại là mình đang cắm điện 220, trực tiếp cắm điện 220 nha anh em, không cần phải qua adapter, không cần phải qua driver gì hết, anh em cứ cắm thẳng điện 220 là sùng thôi, không cần phải qua bất kỳ một cái gì nữa hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua thử cái bên góc bên này này cho anh em thấy này. Đó, anh em thấy cái bóng của cây cột điện không? Đó, bóng của cây cột điện siêu sáng luôn nha. Đây mình sẽ lùi ra xa để cho anh em thấy sáng cả khu vực này. Anh chỉ cần một bóng đến hai bóng là có thể sáng nguyên khắp nguyên một cái khu rất là lớn rồi ha. Rồi ok. Hello, chào anh em, chào mừng em quay trở lại channel của Shopla, thiết đồ cũ. Rất vui được gặp lại anh em trong video ngày hôm nay. Ở phần đầu video thì chắc là anh em nhìn xem qua thì em cũng đã thấy được là cũng đã biết được là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái sản phẩm gì rồi ha. Em mình có về được một ít cái bóng led như thế này. Thực ra là mình mới về ngày hôm qua thôi, về cũng về hàng cũng rất mới đây thôi, nhưng mà do là cái sản phẩm này mình thấy là rất thiết thực, thứ hai nữa là cái giá thành rất là rẻ nên là mình muốn làm cái video luôn để chia sẻ với anh em, mặc dù là hàng tồn của mình đang rất là nhiều. Cái đây là một cái vỉ led dùng trực tiếp điện 220V nha anh em. Dùng trực tiếp điện 220V, tức là anh em chỉ việc câu dây điện vào đây và cắm điện lưới. Đó, cắm điện từ ổ cắm về là xong, không cần bất kỳ một cái led driver nào hết. Bình thường thì anh em sẽ thấy là ở trong một cái bóng led đó, nó sẽ có một cái cục nhỏ nhỏ, đó gọi là cái led driver. Khi mà anh em hư hỏng cái cục led đó thì cái bóng đó nó cũng không sáng được. Tuy nhiên thì ở đây thì họ đã tích hợp trên cái vỉ này luôn rồi. Và anh em không cần phải mua thêm bất kỳ gì hết. Anh em cứ ghim hàn cái dây điện vào đây, giống như mình đây, hàn hai cái chân. Ở trên cái vỉ led này nó sẽ có hai cái chân L và N. Đó, L và N. Đó, anh em hàn hai cái chân vào đó là xong ha. Đây, như ở đây là cái hai cái vỉ mình hàn chung lại. Đó, anh em cứ đấu song song lại thôi. Ví dụ 4 5 6 vỉ thì anh em cứ đấu song song lại thôi. Cứ chân này qua chân kia vậy thôi, chứ không có cần phải phức tạp gì hết. Đó, đây là chính là hai cái miếng led mà mình cầm mình quay video ở cái đoạn đầu video anh em thấy này, rất là sáng nha. Hai cái bóng led này khi mà đấu như thế này á, thì tổng công suất của nó là cỡ chừng 40W nha anh em. Ở đây mình có một cái đồng hồ đo công suất này. Đây anh em thấy đang là 0W đúng không? Bây giờ mình sẽ ghim điện này. Đó, em thấy không? 39,17, 39, nói chung là 39W, gần 40W luôn nha. Đó, cái bóng này á, nó làm thiết kế ở trên cái tấm nhôm nên là khi mà anh em sử dụng thì nó sẽ hơi nóng, nhưng hơi gọi không phải gọi là nóng nữa mà nó sẽ ấm. Sau đó thì nó sẽ mát lạnh ngay lập tức nha. Cái nhôm này nó tản nhiệt rất là tốt luôn ha. Cái ở trên thị trường thì hiện tại đang có một số cái loại bóng led tương tự, cùng mã hàng, cùng cùng cái số cũng là cái dùng cái chip led này, nhưng mà cái kích thước nó nhỏ hơn nha anh em. Thì mình lấy nhập cái loại mà có kích thước lớn hơn. Đây là cái bóng led có kích thước là 13 cm nha anh em, 13 cm. Theo mình biết thì có một số loại là 7 cm này, 9 cm này, 11 cm, và mình nhập về cái loại là 13 cm, mình nhập về cái loại sáng nhất và lớn nhất. Đó, tổng số bóng led, tổng số chip led ở trên này là 45 bóng nha, 45 bóng. Rồi bây giờ sẽ là cái phần quan trọng nhất, đó là giá cả. Một cái vỉ led như này bên mình sẽ bán giá là 15.000, cực kỳ rẻ luôn nha anh em. Như đúng như cái bài đăng sáng nay mình có đăng ở trên kênh Sóc Loa Thiết Đồ Cũ á, thì giá đúng chỉ bằng một cái ly cà phê vỉa hè thôi, nhưng mà rất chi là sáng, rất chi là có ích nha, rất hữu ích cho anh em. Em có thể về thay lắp thay cái bóng led bị hư hỏng này, hoặc là anh em có thể để nguyên như vậy, anh em câu dây rồi anh em treo trên tường, hoặc là để bất kỳ đâu rồi chiếu sáng trực tiếp, không cần phải làm một bất kỳ một cái gì nữa hết. Tuy nhiên thì đây là sử dụng điện trực tiếp 220V nên là những cái anh em lưu ý là không nên chạm vào bóng hoặc là không nên chạm vào cái bề mặt này khi mà đang có điện nha, sẽ giật đấy, rõ ràng thôi, tại vì đây là điện 220, anh em nên để những nơi an toàn ha. Giá của một bóng này là 15.000. Tuy nhiên thì cái về vì cái lý do vận chuyển đi nên là mình sẽ không thể nào bán lẻ từng bóng được, mà mình sẽ bán theo combo nha. Mình sẽ bán combo 5 bóng và 10 bóng. 5 bóng là 75.000, 10 bóng thì đáng lẽ là 150.000, nhưng mà mình sẽ tính là 145.000 ha, 10 bóng. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em.
Em lưu ý là cái sản phẩm này thì cái giá tiền nó không có giá trị đơn hàng, nó khá là nhỏ nên là anh em có chuyển khoản mình sẽ không hỗ trợ ship được nha. Những cái này thì đơn hàng từ 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 trên từ trên 400 ngàn thì mình mới bao ship được ha. Đơn hàng ví dụ anh em đặt mà đơn trên 400 ngàn cái bóng led này thì mình sẽ bao ship. Ngoài ra thì anh em cũng có thể lắp thêm những cái dimmer như thế này. Đây là một cái dimmer của Schneider này. Anh em nào mà hay mua hàng bãi thì anh em cũng sẽ biết được là cái dimmer này nó xịn sò như thế nào. Cái dimmer này là của Schneider chính hãng nha. Con này giá hãng rất là đắt. Một cái con này thì sẽ chỉnh được tối đa là cái chịu được công suất tối đa là 100W, thì có thể lắp được tối đa là 5 bóng như thế này ha. Nhưng mà đó là cái chiều tối đa, anh em nên lắp lắp từ 2 đến 3 bóng hoặc là tối đa cỡ chừng 4 bóng thôi để cho nó bền hơn cái cục này. Cục này ở bên trong của nó rất là xịn sò nha, có mạch có các thứ này kia. Nó hỗ trợ hai kênh, nhưng mà nếu như mà lắp thì anh em nên lắp một kênh thôi, để một kênh thì nó sẽ làm cái công tắc đây. Đây là cái công tắc ấn này, nó sẽ ấn qua ấn ấn xuống thì nó sẽ chuyển qua kênh qua lại giữa hai kênh với nhau. Thì đây mình cũng sẽ lắp demo cho anh em. Ở đây mình đã gắn cái dimmer này vào bốn cái bóng led như thế này rồi. Cái này thì mình sẽ làm cái đèn để mình quay video luôn. Mình sẽ giữ lại một vài bộ để mình làm cái đèn quay video. Bây giờ mình sẽ demo cho anh em là cái dimmer nó sẽ hoạt động như thế nào ha. Rồi, bây giờ mình đã gắn điện rồi. Mình do là mình gắn một kênh nên là mình có thể chuyển qua lại kênh bên kia để coi như là mình dùng nó như là một cái công tắc để tắt đèn luôn ha. Đây là mình sẽ chuyển này. Rồi, chuyển qua bên bên kênh này này. Rồi và bắt đầu mình tăng sáng lên. Anh thấy không? Rất chi là sáng nha, sáng chói luôn á. Đó, sáng chói luôn á. Do là cái camera này nó sẽ tăng giảm sáng theo cái môi trường nên là mình chưa có khóa sáng nên nó sẽ tăng giảm theo cái môi trường. Chút nữa mình test đó, thì mình sẽ khóa sáng nó lại, nó sẽ không thể tăng sáng, không thể giảm sáng được, để cho nó cho cái bài test nó chân thực hơn ha. Đó, như ở đây là mình đang gắn cái dimmer này với bốn cái bóng này, vẫn có thể hoạt động bình thường nha. Ở ngoài nó không nháy nha anh em, do cái tần số của camera với cái tần số của bóng đèn nó khác khác biệt nên là nó sẽ có hiện tượng nháy. Đó, lúc đó rồi. Nếu như mà gắn qua dimmer thì nó có cái độ sáng của nó cũng sẽ có giảm đôi chút, tại vì dù sao thì cũng qua một cái phần điều chỉnh mà, nhưng mà nó cũng giảm không đáng kể nha anh em. Nếu như anh em nào muốn 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 tăng giảm thì anh em có thể dùng cái dimmer này để tăng giảm, làm đèn học hoặc là đèn ngủ hoặc là đèn gì đó cũng được ha. Đó, dimmer này thì như anh em cũng biết là ở trên thị trường hiện tại đang có khá là nhiều shop bán với giá là từ 30 cho tới 35 ngàn ha. Tuy nhiên thì ở trên video này mình có được một cái nguồn dimmer cũng khá chi là tốt, nên là mình sẽ bán hỗ trợ kèm luôn với anh em khi mà anh em mua bóng led như thế này. Thì một cục dimmer này sẽ chỉ có giá là 25 ngàn một cục thôi. Anh em nào mua kèm thì cứ báo mình ha. Để đấu nối cái Schneider này thì cũng rất là đơn giản thôi. Nó cũng như một cái công tắc bình thường, anh em sẽ nối tiếp vào cái dây lửa của cái đèn bóng đèn ha. Tức là ở cái điện lưới thì sẽ có ra hai dây. Một dây thì anh em sẽ cho vào cái chân L của cái dimmer này. Đây, một dây thì anh em sẽ cho vào chân L của chân của cái dimmer này ha. Dây còn lại thì anh em sẽ nối vào cái bóng đèn ha, một dây của bóng đèn. Rồi cái dây còn lại của bóng đèn thì anh em sẽ nối vào một trong hai cái dây số 1 và số 2 này. Nếu anh em nối vào chân số 1 thì nó ở kênh 1, nối vào chân số 2 thì nó ở kênh 2. Anh em nối vào cả hai thì ở cả hai bên thì anh em khi mà bấm ấn nút thì nó sẽ chuyển qua lại sáng số 1 hoặc sáng số 2. Anh em lưu ý nha, cái công tắc cái dimmer này nó sẽ không có chức năng tắt, nên là nó sẽ dù có vặn nhỏ nhất thì nó cũng sẽ sáng mờ mờ. Nên là mình sẽ tận dụng cái tính năng là con của nó có hai kênh, thì anh em chỉ đấu một kênh thôi và mình ấn một cái nó chuyển sang kênh bên kia thì nó sẽ coi như là tắt luôn. Mình sẽ ví dụ cho anh em dễ hiểu ha. Bốn cái bóng đèn này thì mình đều đấu vào cái chân số 1 hết, mình không đấu vào chân số 2, tại vì mình muốn tận dụng cái việc mà chuyển qua lại giữa các kênh á, làm một cái công tắc luôn. Thì biến cái này thằng này vừa làm vừa chỉnh vừa làm một cái công tắc, thì như vậy thì mình khi mà mình ấn nó chuyển sang kênh số 2 thì nó sẽ tắt, ấn nó chuyển sang kênh số 1 thì nó sẽ sáng ha. Đó, bây giờ mình ấn chuyển sang kênh số 1 này, đó, và vặn tăng giảm như bình thường, rất chỉ là sáng ha.
Đó, mặc định thì nó sẽ không tắt hoàn toàn đâu, cái này nó sẽ không có chức năng tắt, nên là mình chỉ lợi dụng cái việc mà nó có thể chuyển qua lại giữa các kênh để mình làm một nó như một cái công tắc thôi. Tức là khi mà mình ấn như vậy thì bên này sẽ có điện và bên này không có điện ha. Đó, và khi mình ấn một thêm một lần nữa thì cái bên này sẽ có điện và bên này không có điện. Đó, mình ấn thêm một lần nữa thì bên này sẽ có điện. Đó, chỉ như vậy thôi, rất là đơn giản ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm một thử nghiệm như thế này. Đây là cái khu vực làm việc của mình. Mình đang thắp sáng bằng hai cái bóng Fujika. Mỗi bóng là 22W. Bóng này thì chắc là anh em nào mà hay mua hàng bãi thì trên thị trường hiện nay thì cũng đang khá gì là hot ha. Và độ sáng của nó mình cũng rất là thích. Nó sáng rất là dịu mắt. Mình cũng đã lắp hai cái, hiện tại là mình đang thắp sáng bằng hai cái phóng bóng Fujika, chỉ duy nhất hai cái bóng Fujika thôi. Bây giờ mình sẽ làm một phép thử nghiệm như thế này, mình sẽ tắt hai cái bóng Fujika đi và thử mở hai cái bóng LED mà mình vừa giới thiệu cho anh em, xong bóng LED 20W để xem là cái độ sáng của cái bóng nào nó hơn, bóng nào hơn, bóng nào kém. Để đảm bảo cái tính chân thực thì mình sẽ khóa sáng cái điện thoại lại. Tức là sẽ không cho nó thay đổi cái độ sáng video theo cái môi trường quay phim nữa. Đây, mình sẽ thử nghiệm cho anh em thấy này. Cái bóng Fujika mình sẽ tắt bằng điện thoại này. Đây, như em cũng thấy là cái điện thoại nó sẽ vẫn giữ cái mức sáng như vậy và nó không thay đổi, không giảm tăng giảm sáng gì luôn. Đó, mình tắt bật lại anh em sẽ thấy được là cái điện thoại nó sẽ không tăng giảm sáng được ha. Thì phép thử này sẽ đảm bảo được cái tính chân thực là ví dụ như bóng này sáng hơn nó điện thoại nó sẽ không làm dịu đi, hoặc là bóng kia tối hơn thì bóng điện thoại nó sẽ không làm tăng sáng lên. Như vậy nó sẽ đảm bảo cái tính chân thực ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại một cái làm lại phép thử này ha. Bây giờ mình sẽ đã bổ sung thêm một cái camera từ phía dưới quay lên để cho anh em xác nhận được là cái việc mà thay đổi bóng và việc dùng bóng có đúng hay không ha. Có bóng nào khác không? Mình có bùa phép gì không ha? Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái bóng Fujika đi. Hiện tại thì mình đang sử dụng hai bóng Fujika trên video trên màn hình này, thì anh em cũng sẽ thấy được là mình đang sử dụng hai cái bóng Fujika. Mình sẽ chèn ở phía góc màn hình cho anh em tham khảo ha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái bóng Fujika đi và đợi một xíu, sau đó bật cái bóng LED lên cho anh em có một cái thời gian trễ để cho anh em hình dung ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái bóng Fujika này. Đó, như anh em thấy tối thui luôn ha, chưa có một bóng nào. Bây giờ bật cái bóng LED lên này. Đó, anh em thấy không? Ở trên màn hình anh em nhìn xuống sẽ thấy được là cái độ sáng của cái bóng LED nó như thế nào. Ở đây anh em cũng xác nhận được, ở cái camera này anh em cũng xác nhận được là cái mình sử dụng cái bóng nào ha. Không có bất kỳ một cái bóng nào khác, chỉ sử dụng hai cái bóng LED đây. Chỉ sử dụng hai bóng led như thế này, đây hai bóng led như thế này, hai bóng led như thế này ha, hai bóng thôi không phải bốn bóng nha anh em. Đây là mình cầm bốn bóng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bật tắt cái bóng led của mình đi, tắt. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái bóng Fujika lên đó thêm một lần nữa để cho anh em kiểm chứng lại được là cái độ sáng của nó như thế nào ha. Theo mình cảm nhận thì cái bóng Fujika này á, cái ánh sáng của nó là ánh sáng vàng, nó sẽ dễ chịu hơn một xíu so với lại cái bóng LED này. Tuy nhiên thì cái bóng LED này là bóng sáng trắng, nói chung giá nó đã rất là tốt rồi nên là mình cũng sẽ không có yêu cầu quá như là cao. Hơn nữa là cái bóng Fujika nó có cái tản sáng nên nó sẽ cũng sẽ dịu mắt hơn là cái ánh sáng trực tiếp từ cái bóng LED của cái như thế này. Nếu như anh em mà có muốn nó sáng dịu hơn thì anh em có thể làm thêm một cái chóa, hoặc là lấy cái chóa của những cái bóng đèn hơi cũ thì anh em có thể lắp vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc thử nghiệm ở đây và mình sẽ thử nghiệm ở phía bên ngoài ha. Rồi tương tự thì mình sẽ quay khu vực làm việc bên ngoài của mình ha. Thì ở đây mình có một cái bóng đèn rạng đông 50W. Ở trong đó mình sẽ chèn cái ảnh chụp của cái bóng đèn lên cho anh em tham khảo ha. Cũng như tương tự như lúc nãy mình đã khóa sáng khóa nét rồi, anh em cũng thấy là mình có đưa tay lại gần thì cũng sẽ không thể nào mà lấy nét được, mình đã khóa sáng khóa nét rồi, thấy chưa? Mình đưa tay lại, mình đưa lên bóng đèn thì cái camera nó cũng sẽ không thay đổi cái độ sáng. Đó, làm như vậy để tăng cái tính chân thực ha của cái bài test. Rồi bây giờ mình sẽ thử tắt cái bóng này và ghim thử cái bóng hai cái bóng led đây. Đây,
Mình sẽ tắt cái bóng led rạng đông 50W kia và ghim thử hai bóng led này. Hai bóng led này thì theo thông số mình đo được thì nó là 20W, 19,5W. Thì nếu như mình ghép đôi như thế này thì sẽ ra được coi như là 40W, thì nó vẫn thua cái bóng rạng đông ha. Thì để mình xem thử xem là nó có thích hợp để mình thay thế cái bóng rạng đông này khi mà nó hơi hư hỏng hay không, hoặc là mình có thể lắp đặt thêm hay không ha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái bóng, mình sẽ ghim điện trước đi, tại vì ở ngoài đây nó cũng tối nên là sợ không an toàn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái bóng rạng đông 50W ở phía trên. Đây anh em thấy bóng rạng đông 50W ở phía trên, giờ mình sẽ tắt đi. Rồi đây, vì là nó ở dưới thấp nên là sẽ khó mà có thể nó tản sáng ra được, nhưng mà anh em cũng thấy này, đây này, như anh em thấy này, rất chi là sáng nha, đảm bảo đủ độ sáng luôn nha, rất sáng luôn đó. Nếu như mà mình nghĩ là nếu như mà treo cao lên thì nó sẽ sáng tương tự như là cái bóng rạng đông 50W kia thôi đó. Đây là cái bài test rất chi là chân thực nha anh em, không còn cái nào chân thực hơn được nữa ha. Rồi xíu nữa mình sẽ làm một cái bài, thêm một cái bài test nữa là đó là soi sáng ở cái không gian bên ngoài, ví dụ ngoài cổng hoặc là ngoài bãi đất trống, để cho anh em tham khảo xem là cái độ sáng của nó thực tế ở khu không gian trống thì nó sẽ như thế nào ha. Rồi mình sẽ ngưng cái này lại đây, tại vì cái này mình đang hàn hở điện đó, thì có thể sẽ cũng không an toàn lắm nên mình sẽ test nhanh thôi đó. Sau khi mà lắp bóng nó sáng một lúc thì cái mặt sau của cái tấm nhôm này cũng có vẻ hơi nóng nóng, nhưng mà không đến nỗi nha anh em, mình vẫn có thể sờ tay được, mình vẫn có thể đặt tay lên đây được, là không vấn đề gì hết ha, em không có sợ mà nó bị quá nóng hay là bị như thế nào đó ha. Rồi bây giờ đang là ở bên ngoài rất chi là tối anh em, cũng thấy là mình đang đứng ở bên ngoài rất chi là tối. Cái điện thoại thì mình cũng đã khóa sáng rồi nên là nó sẽ không có thể tăng sáng theo cái môi trường được. Bây giờ mình sẽ bật thử cái bóng đèn lên cho anh em tham khảo thử xem là ở bên môi trường bên ngoài thì tối như thế này thì bóng nó sáng cỡ nào ha. Rồi 1 2 3 bật. Đó, anh em thấy không? Rất chi là sáng luôn. Rất chi là sáng luôn này, đây. Sáng mà sáng chói mắt luôn. Đây anh em thấy này, chỉ có hai cái bóng đèn thôi nha. Chỉ có hai bóng đèn này thôi. Cực kỳ là sáng luôn nha anh em. Đó. Điện đây, mình hiện tại là mình đang cắm điện 220, trực tiếp cắm điện 220 nha anh em. Không cần phải qua adapter, không cần phải qua driver gì hết. Anh em cứ cắm thẳng điện 220 là sùng thôi, không cần phải qua bất kỳ một cái gì nữa hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua thử cái bên góc bên này này cho anh em thấy này. Đó, anh em thấy cái bóng của cây cột điện không? Đó, bóng của cây cột điện siêu sáng luôn nha. Đây mình sẽ lùi ra xa để cho anh em thấy sáng cả khu vực này. Anh chỉ cần một bóng đến hai bóng là có thể sáng nguyên khắp nguyên một cái khu rất là lớn rồi. Rồi nhắc lại một lần nữa nha anh em, một combo 5 bóng led giá chỉ có 75 ngàn, chưa bằng một nửa giá cái bóng led 40W ở trên thị trường luôn, giá chỉ có 75 ngàn thôi ha. Còn một combo 10 bóng, đây một combo 10 bóng như thế này giá sẽ là 145 ngàn, giá chưa bao gồm phí ship. 10 bóng như này mới chỉ bằng một cái bóng led anh em mua ở ngoài bên ngoài thị trường ha, mà cái bóng này rất là sáng đó, như video test anh em cũng đã thấy rồi ha. Số lượng giới hạn nên là anh em nhanh tay dùng ha, mình sẽ có để link ở dưới phần mô tả video, anh em nào mà muốn đặt ở trang web thì có thể trực tiếp đặt trên trang web, hoặc là anh em sẽ gọi điện vào hai cái số điện thoại này ở trên góc màn hình ha. Rồi cảm ơn anh em nhiều, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Thank you.